được khuyến mại một trà là bất kỳ à? Vâng, hai trà thôi. Một trà tắc với một trà chanh long. Cái cà phê viết thì không miễn phí à? Có thể có viết thì mất. Okay. Và à, thế cho anh một cà phê đi. Một cái gì khuyến mại của em cứ tính vào kia mà đúng không? Nghĩa là cái trà, nghĩa anh là... gọi cà phê thêm. Vâng, ok. Còn cái nước trà kia thì em cứ bỏ ra như bình thường, không vâng. Có gì đâu. Vâng. Cái này mình làm. Này, có đúng nước chưa? Nước trà thái. Tí mà giả tiền. Gọi như đúng rồi, tí mà giả tiền. Ô, tôi không có đâu, tôi đi về, nghỉ. Đi luôn rồi. Đi ra bị đốt kia. Lúc tí anh đi với em nó vẫn lâu. Hả? Xe gì? Rồi, xe bê tông. Oh, yeah.